Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 46. Tô xin ngưng sư tu rốc ha chà. Chúng ta phải để ý hơn. Tô là hơn này, xin kiêng là xin kiêng sư tà. Xin kiêng sư tà là việc để ý. Tu rốc là đây là tu rốc ha tà, đây là ngữ pháp, tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Để cái gì đó ha chà. Ha là làm. Và cha đây là cùng nhau ha cha cha cua là chúng ta phải để ý hơn. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ làm bun chê quân in cha kỳ. Quân in đây là nguyên nhân nhá, quân in là nguyên nhân, chắc kỳ chắc là tìm, bun chê là vấn đề, tức là chúng ta tìm nguyên nhân của vấn đề. Hegen pangan baragi, pangan có nghĩa là phương án, hegen là tháo gỡ, baragi là nói. Tức là chúng ta học bài hôm nay chúng ta sẽ là tìm cái nguyên nhân của vấn đề và nói về cái phương án tháo gỡ. Turukhata là để, còn kê tuy tà là bị hoặc là được đối với động từ nhé. Trung bu muôn hoa, phần thông tin văn hóa thì chúng ta có chúc san ấp qua ở chân trang e chào gặp là những công việc này, chắc gấp là công việc này, những công việc của cái nơi làm việc, hiện trang là cái hiện trạng, hiện trường và chính là cái nơi làm việc của cái ngành ngư nghiệp và ngành chăn nuôi. Ngư nghiệp, ngành chăn nuôi. Nội dung bài học ngày hôm nay là như vậy. Thì để học phần này chúng ta có vào hội thoại số 1. Hội thoại số 1 đây là chúng ta ngành chăn nuôi, đây cụ thể là chúng ta là nhìn vào đây thì chúng ta biết là đây là chăn nuôi bò đúng không? Thì cứ đây cổ nói chuyện giữa Chuin Atersi và Supika, đây Chuin Atersi đây và Supika nhé. Ikon Ochochi, cái này là sao nhỉ, tức là tình huống là vấn đề đấy ạ. Supika Sina vene pakun chariu baria, là đây là kết quả của việc thay đổi vào tuần trước à, thay đổi sariu, sariu là cái thức ăn, cái này có nghĩa là cái việc thay đổi vào tuần cái thức ăn vào tuần trước à. Sohan the chàng ăn bánh cơ cắt thả có vẻ anh không phù hợp với bò rồi. Sohan the là với con bò ấy, chàng ăn mắt tà là không phù hợp, chàng ăn bánh cơ cắt thay có lẽ là không phù hợp với bò. Tức là gì ạ? Cái việc đổi thức ăn ở tuần trước ấy nhá, cái việc đổi thức ăn vào tuần trước nó có vẻ không tốt với con bò. Tiếp theo, Sophia nói ạ. Sophia, cứ đéo vậy à? Nông hấp Trung An Huế sơ. Đây là nông hấp Trung An Huế, Trung An là trung ương. Nông hấp là nông nghiệp, nông nghiệp là nông nghiệp, Trung An là trung ương, Huê là cái hội, hội nông nghiệp trung ương. Chôn cơ đào bắt tà cô he sơ là vì là từ cái hội nông nghiệp trung ương này ấy, thì đã nói rằng có cái sản phẩm tốt. Chôn cơ là cái tốt, đào bắt tà cô, đào bắt tà là đưa ra, tức là cái từ cái hội nông nghiệp trung ương đưa ra cái sản phẩm tốt. Đó, vì là hội nông nghiệp trung ương là rất là tin tưởng đúng không ạ? Paku xin cơ chà này ồ, nó là cái thay đổi mà đúng không, nó là cái thay đổi mà, thì đấy là chính là cái thức ăn, nó là cái thức ăn mà đã thay đổi vào tuần trước đúng không ạ, và vì nó là cái sản phẩm mới ra của hội nông nghiệp trung ương nên đã thay đổi, nên đã thay đổi. Chu chôn hakile là vì tin tưởng, mít cô mít là tin tưởng này, và được giới thiệu. Chu chôn hakile là được giới thiệu. Sơ văn đường đề nên dùng thử. Đó. 오늘은 배까지 이렇게 부록했습니다.
해지고 가스도 많이 찬것 같아. 네, 오늘 hôm nay 배까지 nhìn cái bụng này ạ, đến cái bụng이렇게 부럭해지고 nhìn cái bụng nó căng phồng lên. 가스도 많이 찬것 같아. Và trong bụng cũng đầy khí ga, tức là trong bụng đầy khí ga và bụng bò căng phồng như thế này. 그럼 어떻게 하죠? Vậy thì phải làm thế nào ạ? Cái câu này các bạn hãy dùng nhiều nhé. 어떻게 하죠? Phải làm như thế nào ạ? Usen đầu tiên ấy, 아무것도 먹지 말고, 아무것도 먹지 말고 là đầu tiên ấy, 아무것도 là bất kỳ cái gì, 먹지 말고 đừng cho ăn, 먹이지 말고 đừng cho nó ăn. 수의사부터 불러야겠어. 수의사 đây là bác sĩ thú y các em nhá, bác sĩ thú y đây, 수의사 này, bác sĩ thú y. 불러야겠어요, 불러야겠어. Đó, đầu tiên là phải đừng cho ăn gì và gọi bác sĩ thú y. 그리고 và 앞으로는 từ giờ về sau, 또 신경 쓰도록 하자. Từ giờ về sau chúng ta phải cùng nhau để phải để ý hơn nữa. 소들이 고생은 많이 한것 같아. 쉬우. Đó là bọn bò ấy, những con bò ấy thì cố gắng mà ni han cực cắt, tức là cố gắng hara là đã là vất vả khó khăn chịu khổ, vì là thay đổi đúng không ạ, vì thay đổi nên con bò hiện tượng bây giờ là đầy gì ạ, đầy tích, đầy ga và đầy cái hơi, đầy hơi ạ, và bụng nó căng phình ra, thì là vì nguyên nhân là thay đổi cái thức ăn, mà thức ăn đấy ấy, lại là từ cái hội nông nghiệp trung ương người ta giới thiệu. Đấy, cho nên là đầu tiên là đừng cho ăn gì cả và hãy gọi bác sĩ thú y, và từ giờ về sau thì hãy chú ý hơn. Bọn bò dạo này bọn bò là khổ nhiều rồi, bọn bò là rất là khổ đúng không, có lẽ đàn bò chịu khổ nhiều rồi. Phù, ok, chú chân hà tà là đề cử hoặc tiến cử đây ạ, chú chân hà tà. 불룩하다, 불룩해지다 là đầy bụng, 불룩해지다 đấy, 불룩해지고, 불룩해지다. 가스가 차다, tích nhiều hơi ga đấy, 가스도 많이 찬, 차다 đấy ạ, thành chan cơn. 수의사 đấy ạ, là bác sĩ thú y. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này nhé. 46과 더 신경 쓰도록 하자. 대화 1. 이걸 어쩌지? 수피카, 지난번에 바꾼 사료 말이야. 소한테 잘 안 맞는 것 같아. 그래요? 농협중앙회에서 좋은 거 나왔다고 해서 바꾸신 거잖아요. 추천하길래 믿고 한번 써봤는데 오늘은 배까지 이렇게 불룩해지고 가스도 많이 찬 것 같아. 그럼 어떻게 하죠? 우선 아무것도 먹이지 말고 수의사부터 불러야겠어. 그리고 앞으로는 더 신경 쓰도록 하자. 소들이 고생을 많이 한것 같아. 46과 더 신경 쓰도록 하자. 대화 1. 이걸 어쩌지?
수피카, 지난번에 바꾼 사료 말이야. 소한테 잘 안 맞는 것 같아. 그래요? 농협중앙회에서 좋은 거 나왔다고 해서 바꾸신 거잖아요. 추천하길래 믿고 한번 써봤는데 오늘은 배까지 이렇게 불룩해지고 가스도 많이 찬 것 같아. 그럼 어떻게 하죠? 우선 아무것도 먹이지 말고 수의사부터 불러야겠어. 그리고 앞으로는 더 신경 쓰도록 하자. 소들이 고생을 많이 한 것 같아. 에휴. Bây giờ mọi người đọc giúp tôi một lượt nhé. Mời Trang đọc trước ạ. 이건 어쩌지 수비가 지난번에 바꾼 사료 말이야. 소한테 잘 안 맞는 것 같아. 그래요? 농협중앙회에서 좋은 거 나왔다고 해서 바꾸신 거잖아요. 추천하기네 믿고 한번 써봤는데 오늘은 매일같이 이렇게 물룩해지고 가스도 많이 잔 것 같아. 그럼 어떻게 하죠? 우선 아무것도 먹이지 말고 수의사부터 불러야겠어. 그리고 앞으로는 더 신경 쓰도록 하자. 소들이 고생을 많이 한 것 같아. 오. Cái này cái hô này nó chỉ làm một cái thở dài của người ta thôi. Thế thôi nhá. Ok, mời bạn Ngọc. Ngọc đọc từ đầu. Ngọc ơi. Ikon ochochi supuka chinan pane pakun saryo maria suhante chan an matnen kot katha kreo nong pep pep chung yang hui hi hiê sơ chô nâng chô ân cơ na wát ta cô hê sơ pa cu xin cơ chan ai ô chú chan ha kinh rê mít cô hàn pơn sơ wát lân tê ô nơ rân phè ca chi y rớt kê bùn nốc hè chi cô sa sư tô mạn nhi chan cớt ca thạ grum ơ tớt kê heo hè grum ơ tớt kê hè chi ô ơ tớt kê hà chi ô Usonamu kato makichi man ku su isa potho punza ketsa ketsa loja ketsa griko aperoren terin kyung sư tô rốc hà chơ su tư ri cô sang yên mạn ni hàn kết ca thà hàn cực ca thà hàn cực ca thà
Ok. À mà Hiếu, Hiếu ơi. Dạ. Y cơ nộp cho si Subika Chinan bơ nê Pakusario Maria Suhante Suhante Chan an Mát nên Cứt ca thả Kreo Nông hấp chưng A huê sơ Chôn Cơ Na vắt Tà cô Hè sơ Pakusin Cơ Cha Cơ cha nà yô Chú chân hạ Khi lệ Mít cô Hàn bơn sơ bát nâng tê ô nâng bè ca chi y rớt kê bù lúc hẹt chì cô ca sư tô mà ni chan cất ca thả khơm ơ tất kê hà chiếu ưu sơ nà mù cất tô mơ kì chi Mạng cô Sui sa phu thơ Phu lơ Gia kết sơ Kri cô A pro nâng Tơ xin kiêng Xin kiêng sư Tô rốc hạ cha Sô tư ri Cô xen ngân Mà ni Hạ cất ca thả Ok. Bây giờ bạn Hiếu với bạn Trang đóng vai này. Bạn Hiếu đóng vai là Twin Atosi và bạn Trang đóng vai là Supika nhé. Ikono Chochi Supika Chinan Bone Pakul Pakusario Maria Sohante Chan Amatnin cất ca thả. Cứ đéo nông hiếp chung ngang về sơ cho ơn cơ cho ơn cơ na vắt ta cô hê sơ bao cú xin cơ chả nai ồ chú chân hạ khi lệ mít cô hàn bơn sơ quát nâng tê ô nửa đơn bè ca chi ít kể phun lúc hẹt chi cô ca sư tô mà ni chăn cất ca thả cứ rơm ở tóc kê hạt chiếu u sơn am mu cất tô mơ khi chi mạn khô suy sa phu thơ phu lơ ya kết sơ Kriko apronen tersin kyung suto sutorok hacha sutri kosangun mani han kut kata yu. Ok. Bây giờ bạn Hiếu đóng vai là bạn Trang đóng vai là Chuin Atsushi và bạn Ngọc đóng vai là Sukika nhé. Ikon ơ cho chi suvika chi lan bần lề baku sario maria suhante chan an mat nên kakata creo nông hiếp chung an hi e sơ hi e sơ chôn cơ na wat Tako watako hese pakusin ke chanayo. Chu chen ha kin le miko han bon se wat nen de oneureun bea kachi irotke bun luk het chiko kasu to mani chan kot katha. Geureum eotteokke hachiyo? 우선 아무것도 먹기지 않고
수의 사부터 물러야 겠어. 그리고 앞으로는 더 신경 쓰도록 하자. 소들이 고향은 많이 한 것 같아. Tiếp theo chúng ta là bạn Ngọc đóng vai là Chuin Ajusi và bạn Hiếu đóng vai là Subika nhé. Hiếu ơi. Sao dạ? Ikon Ochochi Subika Chinan Pen Pene Pakun Sario Maria Suhan Thê Chan An Mát Nân Cớt Ca Thạ Rêu Nông Hấp Chân Nhà Nông Hấp Chân An An Huê Ê Sơ Chôn Cơ Nào Á Tà Cô Hê Sơ Bác xin cơ cha này ạ. Cơ cha này ạ. Chú chân ha kinh nê. Mít cô. Hàn pơn sơ. Quát nân tê. Ô nơ rừng. Phe ca chi. Y rớt kê. Hùn lốc hè chi cô. Ca sư tô. Mạng ni. Chan cướp cà thạ. Chrom ở tất kê hà chiếu. U sơn am mù cướp tô. Mơ kì chim mạng cô. Su ơi xa. Pu thơ. Pu nơ ra kết sơ. Kri cô. Apurolun te xin kiêng sư tô rốc hà chi hà cha sô tư ri cô xe ngân mạ ni chan cướt ca thạ. Ok, nói chung các bạn đọc thì các bạn cũng đã phải nhanh nhanh một chút nhé. Ví dụ bây giờ thầy giáo với bạn Trang sẽ đóng vai nhé. Bạn Trang đóng vai Supika và thầy giáo đóng vai là Chuin Ajusi nhé. Ikon Ochochi, Supika si, Shinabone, Pakun Sario Maria, Soante Chan, Anmanen Kugata. 그래요, 농협 중앙회에서 초은 그 나왔다고 해서 바꾸신 거잖아요. 자, 네. 자, 네. 그래요. 농협 중앙에서 농협 중앙에서 좋은 거 나왔다고 해서 바꾸신 거잖아요. 바꾸신 거잖아요. 바꾸신 거잖아요. 네. Các em phải ngắt nhịp như thế chứ bây giờ xe sơ ba thì ngắt nhịp làm sao người ta hiểu được em đang nói cái gì. Đấy. Chuyên là chơi gì lại tiếp tục ạ. Chú chân hà kì lê mì cô. Hàn bơn sơ ba nâng đê. Ô nữ lần. Pê ca chi ý được kê bù rốc hè chì gô. Cá sư tô mà ní chăn cơ gắt thả. 그럼 어떻게 하죠? 우선 아무것도 먹이지 말고 수의사부터 불러야겠어. 그리고 앞으로는 더 신경 쓰도록 하자. 소들이 고생은 많이 한 것 같아. 후. 오케이. Chúng ta cố gắng ngắt nhịp, người ta dễ hiểu một chút nhé.
Ok. Đây ạ, tiếp theo là chúng ta có từ vựng. Từ vựng trong phần nông nghiệp 1 này là từ vựng về trúc san hấp. Trúc san là nghề nông nghiệp nhưng mà ngành chăn nuôi nhé các bạn nhé. Trúc san hấp là ngành chăn nuôi. Đầu tiên chúng ta có tuê chi. Cái này chúng ta biết thừa đúng không? Tuê chi. Tiếp theo là sô, bò, thạc, gà, giang là cừu. Ô đi là vịt, ma là ngựa, thúc kỳ là thỏ. Giang tôn. Giang tôn đây là lợn công nghiệp, lợn nuôi công nghiệp đấy ạ. Giang ngu là bò công nghiệp. Giang kê là gà công nghiệp. Trúc sa là chuồng trại. Sa riu hoặc là mờ kỳ đây là thức ăn chăn nuôi, đồ ăn đấy ạ. Cơn trô là cỏ khô. Thế bây giờ chúng ta mỗi người đọc giúp tôi một lượt ạ. Mời bạn Hiếu đọc đầu tiên ạ. Tuê chi, sô, thạc, giang, ô ri, mang, thúc kỳ, giang tồn, giang ngu, giang kê, trúc xa, xa rêu, mơ kỳ, cơn trộ. Ok, control. Ok. Mời Trang. Tuê chi, sô, thạc, giang, ori, mar, thô kỳ, giang tuần, giang u, giang kê, trúc sa, sa riêu, mơ kỳ, cơn trô. Ok. Mời Ngọc. Tuê chi, sô, thạc, giang, Ori, man, thoki, giang tôn, giang u, giang kê, trúc sa, sa rio, mơ kỳ, cơn trô. Gì nữa? Ok. Thỏ, thỏ thì nó ăn gì ạ? Có ăn gì các bạn? Có ăn cà rốt, rau củ, tăng cân. Đấy, sa riêu mộc kỳ. Đấy là những cái con vật hoặc là những cái phần ở trong cái trang trại chúng ta lưu ý là như vậy. Đây trang trại của người ta khác gì mình đâu, đúng không? Đây chuồng trại đây ạ. Gà đây ạ. Nuôi bò đây ạ. Chuồng bò đây ạ. Như chuồng bò Việt Nam đúng không Ngọc? Vâng. Các cái gì đâu. Đấy, đi sang đấy mà làm nông nghiệp, chăn nuôi. Tiếp theo chúng ta có ngữ pháp đó là Torokhata. Torokhata này, chúng ta là để làm việc gì đó một cách nhiệt tâm. Đó là Tungsae Cho Tharun Saramege Otton Irin Hake Hakuna Chikimun Nathanenda. Đấy là khi mà đưa ra cái gì ạ? Yêu cầu người khác. Yêu cầu người khác hoặc là được làm từ người khác hoặc là đưa ra yêu cầu của người khác làm một việc gì đó. Để tới người khác này. Otton iden hake hakuna. Tức là yêu cầu người khác phải làm việc gì đó. Hoặc là hakuna hoặc mà Shikimun Nathanenda hoặc là giao việc cho ai đó thì chúng ta sử dụng cái này. Cha Ije bây giờ control tha karasunika bây giờ là đã cho cỏ khô ra hết rồi. Sarirul chutorok hapshida và chúng ta cùng nhau là
chu tốt là cho thức ăn đúng không ạ? Cùng nhau là cho thức ăn. Nê y chục vô thơ chú miên tuê chiếu là cho từ phía này có được không? Mơn chơ mơn chi vô thơ tắc tu rốc ha xeo. Đấy, chúng ta hãy cọ, chúng ta hãy đầu tiên ấy là chúng ta hãy cọ từ từ cái bụi trở đi, mơn chi rân mơn chi vô thơ tắc tu rốc, tức là lau bụi. Chúng ta hãy bắt đầu từ việc lau bụi. Cứ lâm trắng muốn lên chôm nhớ kêu, vậy thì tôi sẽ mở cửa sổ. Chung Yuan Xiao Mi Nika, vì là cái kỳ thi, Nika là vì các bạn nhé, tên Nika này. Chung Yuan Xiao là cái cuộc thi quan trọng, vì có cuộc thi quan trọng. Yuan Simi Chun Bi Ha Tu Rok Ha Seo, vì có kỳ thi quan trọng nên là bạn hãy chuẩn bị thật là chăm chỉ. Để chơi sân lên thả hai kiểu, vâng tôi sẽ làm cao nhất có thể, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Cái câu này các bạn cũng hãy ghi nhớ để cho các bạn khi mà ai đó giao việc cho mình ý, thì là chơi sân lên thả hai kiểu, tức là tôi sẽ làm với cái năng lực cao nhất nhé. Đây là Toropata, dùng khi gì ạ? Khi bắt ai đó làm gì đó hoặc là đưa ra cái lời đề nghị, đưa ra cái mệnh lệnh. Shiki, Shikim, Shikida, đó chính là giao việc đấy, yêu cầu ai đó làm việc gì đó nhé. Ok các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần luyện tập. Số 1 này. 그림에 맞는 표현은 보기에서 골라 넣으세요. Các bạn hãy chọn những cái từ vựng phù hợp để điền vào chỗ trống ạ. Đầu tiên có các dòng từ poki đây ạ. Chơi chi này, khạc này, xô này, trúc xa này, cơn trô. Thì bây giờ các bạn điền vào giúp tôi ạ. Tuyên chi là số mấy ạ? 4 ạ. 4, ok. Thật. Số 1 ạ. 1. Số. 2. 2. Trúc xa. Trúc xa, số 3. Số 3, trúc xa là chuồng chạy nhé. Và số 5 là cỏ khô. Cỏ khô. Cái cỏ khô này chúng ta ở Việt Nam gọi là rơm đấy ạ. Rơm cho bò ăn đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng Torokhata để hoàn thành hội thoại ạ. Sajangnim, 오늘 아침에는 어떤 일을 하면 돼요? Sajangnim là giám đốc. 오늘 hôm nay, 아침에는 vào buổi sáng. 어떤 일을 하면 돼요? Làm việc gì thì được ạ? Tức là sáng nay chúng ta làm gì? Thì trả lời như nào? Sử dụng Haturok, Torokhata đứng sau động từ thì chúng ta bỏ chữ ta này đi. Haturok. Haturok, Hata. Haturok Haseo. Được chưa? Trang hiểu không? Nè, hiểu. Bạn Ngọc, bạn Hiếu, con còn ở đây không? Có. Đây này. Ok. Chúc xa đến trường số Haturok Haseo. Tức là gì ạ? Người ca này nó là công nhân và người na này chính là gì ạ? Người na chính là giám đốc ấy. Đúng rồi, giám đốc nói, giám đốc thì giao việc ấy.
Tiếp theo câu 2. 건조는 잘 챙겨 두었죠. 건조로 거고 잘 챙겨 chuẩn bị. 두었죠. Nó đã chuẩn bị đặt ở đó rồi chứ. Tiếp theo này, paro hokin ha ha gì ạ? À, toro ha seo. Paro hokin ha toro. Không phải ha seo, đây là người hỏi và đây là người trả lời. Thì là ha toro. Ha toro. Yes sir. Hả? Thank you. Thank you. Đã chuẩn bị. Đây là người này trả lời mà, người này là người sai mà, là người trả lời mà. Người này là người hỏi việc chuẩn bị này đã làm chưa? Câu số 3, ai làm cho tôi câu số 3 dựa vào cái từ này? Nào, ai làm cho thầy giáo câu này? Nào, bạn nào làm? Hiếu, Trang, Ngọc. Chúc xa e ca sơ sô mật kỳ rừng chú tô rốc ha xeo. Mật tô rốc. Sô mật kỳ rừng chú tô rốc ha xeo. Ok. Nê, Trang cô e ca sơ. Sá rêu, khách chơ, bốn kêu. Ok, chào. Phần hội thoại số 2 là chúng ta, phần 1 là chúng ta kết thúc cái phần chăn nuôi nhé. Phần chăn nuôi, tôi nói lại phần chăn nuôi này. Chăn nuôi chúng ta để ý mấy con động vật của chúng ta đây ạ. Đó, lợn, bò, gà, cừu. Như bên Hàn Quốc thì nuôi cừu, còn bên Việt Nam thì nuôi dê. Vịt, ngựa, thỏ. Đó. Nuôi công nghiệp thì người ta có chữ giang ở đằng trước ấy, giang tôn, giang ngu, giang kê. Chúc sa này, sa riêu là đồ ăn chăn nuôi này, bơn chu là cỏ khô này. Đấy. Và lưu ý là chúng ta khi mà chăn nuôi thì chúng ta chú ý đến những việc chăn nuôi đó. Ngành nghề gì cũng phải cần phải có kỹ năng. Nhá. Tiếp theo hội thoại số 2 chúng ta là về phần nghề cá. Nghề cá cái này có thể là bạn Hiếu sẽ nắm rõ này. Thế còn bọn tôi ở trên Thái Nguyên rồi bạn Ngọc của Bắc Giang nghe chừng nghề cá này sẽ hơi đuối đuối đấy. Nhá.
Thì ở đây chúng ta cái không này gọi em, mùi thoại. Dạ. Cái này em không có dám, em không ở gần biển. À, ok. Đây ví dụ những từ vựng này thì bạn Hiếu có biết không? Lưới là cư mun biết rồi nhá. Những cái giỏ cá này biết rồi. Ví dụ chi bơ tưng. Chi bơ tưng là cái đòi đèn soi cá ở bên trên ấy. Bật sáng lên để cá tập trung đến. Yang mang ki. Yang mang ki là cái máy kéo lưới. Còn những cái này thì đơn giản. Tát là cái mỏ neo. Những cái dụng cụ đi biển. Toàn những dụng cụ đi biển thì em không biết. À thế. Ok. Đây là chúng ta sẽ tìm hiểu cái dụng cụ này trước, xong sau đó chúng ta sẽ xem phần hội thoại. Đầu tiên là cư mul là lưới, là lưới nhá. Phong ba là giỏ cá, cái đựng cá. Chi bơ tưng là cái đèn soi cá, đèn bật lên để cho nó sáng một vùng lên để cá nó tập trung đến ấy, để mình quây lưới bên xung quanh ấy. Yang mang ki là cái máy kéo lưới. Dây thừng là phát chul. Chul là dây thừng nhá. Chul là dây, phát chul là dây thừng. Dây dây dù ấy nhá. Xuê sa sư. Xuê sa sư là dây xích. Cô đi là móc. Tát là cái mỏ neo. Tô rư lê. Tô rư lê là dòng dọc. Tô rư lê. Tül chê. Tül chê là vật cá. Tül chê. Tül chê là vật cá. Nác si pa nưng. Nác si pa nưng là lưỡi câu cá. Cái pa nưng là kim. Còn nác si là câu cá. Nác si pa nưng là lưỡi câu. Puja hoặc là pupo và pupio. Puja hoặc là pupio. Đây là cái phao. Phao nổi ấy. Panente. Panente. Panen là kim. Còn te là cái kim khâu lưới. Panente. Te là đại. Nhá. Kim to. Su chung phơm phử. Phơm phử. Su chung phơm phử. Đây là cái máy bơm chìm. Cái này các bạn đều biết rồi gì? Máy bơm chìm thì các bạn biết rồi gì? Bạn Hiếu biết không? Không biết. Hả? Không biết à? Không biết á? Vâng. Ô, máy bơm chìm đây mà. Nhưng mà em chưa dùng cái loại này bao giờ thì em chả biết. Ô, thế cái máy bơm nổi thì em biết rồi đúng không? Vâng, cái máy bơm nổi thì em biết. Cái máy bơm mọi người vẫn hay dùng là biết rồi, nhưng mà cái máy bơm chìm này ấy, nó thả xuống nước xong nó bơm lên. Cho nên ở trong những tàu thuyền ấy, là người ta để ở dưới đáy thuyền ấy, là nó ngập ở trong nước xong nó tự bơm ra qua cái lỗ ở bên sườn thuyền ấy. Hiếu hình dung ra không? Vâng. Tức là cái bơm này nó chìm xuống dưới nước. Đây như ví dụ này nhé. Ví dụ đây là cái, nói chung là như này. Ví dụ như như đây cái thuyền đây, thấy chưa? Cái lòng thuyền như này. Thì bên trong ấy là nước nó cũng ngấm vào ấy, thì nó sẽ có một cái nước ở trong này này. Thấy chưa? Thì cái bơm này ấy, người ta đặt xuống dưới này. Đấy, nó sẽ hút ở bên dưới này. Thấy chưa? Và nó sẽ đẩy qua một đường ống nào đó ra ngoài này. Hiếu hình dung không? Có. Đấy, bơm này bơm chìm đặt xuống dưới nước để bơm, chứ không phải là bơm xong rồi cắm cái ống như kiểu ống ống như này xuống dưới nước đâu ạ nhá. Yeah. Cái này mình thấy ở trên này đây. Tiếp theo là su kiêng. Su kiêng, su là nước và kiêng là kính. Su kiêng là kính lạ, kính dùng ở dưới nước. Tiếp theo là khai quy. Khai quy là cái cào. Hôm trước chúng ta học về cái nông nghiệp ấy, làm trồng khoai trồng yếc ấy, thì cũng có cái khai quy là cái cào đấy ạ nhá. Styrofoam sangja. Sangja là cái hộp. Styrofoam đây là Styrofoam là xốp ạ. Hộp xốp ấy ạ. Thùng xốp, hộp xốp đấy ạ. Các bạn mua hải sản các bạn cho vào trong thùng xốp ấy. Đấy là Styrofoam sangja. Thế bây giờ chúng ta sẽ
Mỗi người sẽ đọc lại một lần, xong sau đó chúng ta sẽ quay về bài hội thoại. Đây ạ. Mời bạn Hiếu đọc trước nhé, Hiếu nhé. Mùi. Không phải. Không phải. Chipatun. Yamaki. Pachul. Sesasun. Sesa. Sesasun. Kori. Tat. Torre. Tunchi. Atunche. Tunche. Natsi panin. Pucha. Pukyo. Baninte. Suchung pumpu. Sukyung. Kankui. Suti. Suti rop. Pom chancha. Ok, mời Trang. Kumul, Thongban, Chipotung, Yangmanki, Pachul, Suesasul, Kori, Tat, Torure, Tunche, Naksibanul, Bucha, Bupio, Banente, Suchung Pumpu, Sukyung, Kankui, Sutiropom Sangja. Sutiropom Sangja. Pom Sangja. Mời Ngọc. Kumun, Thongpan, Chipotung, Yangmanki, Patchun, Sui Sasun. Kori, Tat, Torure, Tunche, Nakchi Panin, Pucha, Pupuyo. Nasi Panin, Pucha, Pupuyo. Panente, Suchung Pumpu, Sukyung, Kankui, Sutiro Pum Sangcha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ sang phần hội thoại. Phần hội thoại của chúng ta có mấy từ vựng trước theo mấy từ vựng như sau. Midi là trước nhé. Puruta là gọi, Puruta. Patanhi là nghiêm túc. Honneda là nổi giận. Onkida là rồi. À dối, xin lỗi các bạn, dối. Onkida, dối. Chete là một cách nghiêm túc, chete. Kalta là thay. Kara, thay. Ví dụ thay bóng điện chẳng hạn, chân cung kara. Thì ở đây chúng ta có một số cái câu nói như này. Đầu tiên là Kalim và Patu. Kalim và Patu. Kumun jom miri miri chongni he nora nika to kenyang irake tutne. Đáng lẽ ra phải chuẩn bị, phải sắp xếp lại trước cái lưới, trước khi đi ra phải sắp xếp ạ, trước khi ra biển phải sắp xếp lại cái lưới. To kenyang irake tutne, to lại nữa. Khương ít kề cứ như thế này, tuyến ấy được hay sao?
Vì đáng lẽ phải sắp xếp và chuẩn bị lưới trước, lại cứ để thì như thế này. Rất là bực mình nhỉ. Ôi đi chùm bà, đâu tôi xem nào. Biết Pernina và Renente, tôi đã nói mấy lần rồi. Tô Cường Cười á. Lại như thế nữa. Lại như thế sao? Karim Hong, Karim Hong. Anh Karim. Ý con xin suga aniyeo. Cái này không phải là lỗi của anh. Ibonen Mamunsi Tuloso Tantani Honen nè. Lần này phải gì ạ? Nổi giận hoặc là phải nói nghiêm khắc với Mamun. Lần này này Mamunsi Tuloso gọi Mamun lại. Tantani Honen chùm nè. Là gì ạ? Phải gì ạ? Nổi giận với, phải nói nghiêm khắc, nổi giận nghiêm khắc với Mamun. Hanbun sư cứu bùn ơn. Cái lưới mà đã sử dụng một lần ấy. Thà ông kia sô là rất là gì ạ? Thà ông kia sô bị là bị dối, tất cả bị dối. Thà si sư ki ơ đi u ni ca. Vì là sử dụng lại rất là khó. Cốc phù rô đồ ra vô hết lần đề là gì ạ? Cái lưới mà sau khi sử dụng một lần rồi ấy, thì nó rất là dối nên là khó sử dụng, nên là tôi đã nói là nhất định phải dỡ ra rồi, nhất định phải dỡ ra để sẵn. Y cơ tê mô nê ô lần tô chà gơ vân chân tê mô thà kê chàn này ô tết chàn này ô. Ý gớt là cái này, temone là vì cái này. Onunto hôm nay cũng chắc hơn cái công việc ấy. Chuẩn tê là vừa chúng ta vừa chế tê là một cái nghiêm túc. Chế tê một tháng cái tuyết tràn này hôm nay lại không làm việc được nghiêm túc rồi. Hôm nay không làm việc được đúng dự định rồi. 스포든도 새로 안 갈았고, 스포든 là cái đèn soi cá, cũng 새로 là mới, 안 갈았고 không thay mới, đèn soi cá cũng không thay mới. 양망기도 그대로야, cái máy kéo lưới thì cứ để như vậy, cái lưới chứa cá cũng cứ để như vậy, máy kéo lưới ạ. 안 됐다, không được. Thằng chàng Mamun si chôm bullo taga yaki heyakitta heyakitso. Đó là ngay lập tức phải gọi Mamun lại đây và nói chuyện. Thì đây là cái đoạn này ạ. Thì bây giờ chúng ta mỗi người đọc giúp tôi một lượt nhé. Mời bạn Hiếu đọc này, Hiếu ơi. Moon chom miri chung ni hai no no ranika to kunyang erat ke tet ne ati chom ba met bernina manhattan te to kuran ke ya Karim Hien, Ikan Sin Suka, Ania, Iben En, Mamun Si, Pula Se Tan Tan Hi, Honen Chomne, Han Ben Sen Kumun, Kumudun tai yen kyosa tasi suki aria unika audio unika
Audio Unica Code Puller Noraco Hết Nguyên Tê Y Cứt Temune Ô Nguyên Tô Chắc Pân Chê Tê Mốt Hà Kê Tết Chà Ná Chị Pê Tân Tô Mốt Hà Kê Chà Ná Chị Pê Tân Tô Sen Rô An Khá Rắc Cô Yang Mang Kỳ Tô Thư Tê Rô Yà An Tê Kê Tà Tăng Trang Ma Môn Si Chôm Vũ Lơ Tà Ca Yê Kê Rân Hè Yà Kê Sở Đây, Masimida. Bây giờ mời Ngọc đọc một lần này Ngọc ơi. Cư Môn Chôm Mari Mari Trương Ni He Nô Ư Na Ni Ca Tô Nư Nhang Y Rớt Kê Y Rớt Kê Tuét Nê A Ti Chôm Qua Miết Pơn Ni Na Mạn Hét Nân Tê Tuê Cô Rơn Khơ Giá Karim Hiêng In Cơn Xin Su Ca Ania Y Pơn Nên Ma Mun Chi Mun Nơ Sơ Tan Tan Hi Hô Nân Chôm Nê Han Pơn Sân Cư Mù Nân Ta Ơn Kia Sơ Ta Si Sư Kỳ Ơ Rìa U Nì Ca Cốc Pù Rơ Nô Hân Nô Ra Cô Hét Nân Tê Y cất thề mù nê ô nân tô cha cơ pân chê thề mốt ha kê tuê chà nà chi pơ tưng tô xe rô An Karatko Yang Man Kito Kutero Ja Kitero Ja An Tue Keta Tang Chang Ma Mun Si Chompun Ro Taka Jaya Kirin Hea Ja Kesa Để. Mời Trang đọc lại Trang ơi. Này. Cư môn chôm miri miri chong nghi hè nốt ư ra nì ca tô cư nhang y rốt kê tết nè. Ơ tì chôm ba miết bơ ni na man hét nâng tê tô cư rơn cơ ya. Kha dinh. Karim Hyung, Ikon Sin Suka Ania, Ibn Nen Mamun Si, Bun Lo So Tan Tan Hi, Honun Chom Ne, Han Bun Sum Kumun Run Ta, Ong Kyo So, Ta Si Suki,
어려우니까 꼭 풀어놓으라고 했는데 이건 때문에 오늘도 작업장 제대 못하게 됐잖아. 지퍼등도 새로 안 갈았고 양만기도 그대로야 안 되겠다. 당장 마문씨 좀 불러다가 이야기를 해야겠어. 자, 해야겠어. 네, 맞습니다. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn video này ạ. Nghe đoạn video này. 대화 2. 금을 좀 미리미리 정리해 놓으라니까 또 그냥 이렇게 뒀네. 어디 좀 봐. 몇 번이나 말했는데 또 그런 거야? 가림 형, 이건 실수가 아니야. 이번엔 마문 씨 불러서 단단히 혼을 좀 내. 한 번 쓴 그물은 다 엉켜서 다시 쓰기 어려우니까 꼭 풀어놓으라고 했는데 이것 때문에 오늘도 작업을 제때 못하게 됐잖아. 지퍼등도 새로 안 갈았고 양만기도 그대로야. 안 되겠다. 당장 마문 씨 좀 불러다가 얘기를 해야겠어. Chúng ta nghe lại nhé. 대화 2. 금을 좀 미리미리 정리해 놓으라니까 또 그냥 이렇게 뒀네. 어디 좀 봐. 몇 번이나 말했는데 또 그런 거야? 가림 형, 이건 실수가 아니야. 이번엔 마문 씨 불러서 단단히 혼을 좀 내. 한 번 쓴 그물은 다 엉켜서 다시 쓰기 어려우니까 꼭 풀어놓으라고 했는데 이것 때문에 오늘도 작업을 제때 못하게 됐잖아. 지퍼등도 새로 안 갈았고 양만기도 그대로야. 안 되겠다. 당장 마문 씨 좀 불러다가 얘기를 해야겠어. 네, chúng ta đọc lại một lần cái phần từ vựng này ạ. Mời Ngọc đọc lại từ đầu phần từ vựng này Ngọc nhé. 금문 통판 지퍼등 양만기 밧줄 쇠사슨 쇠사슨 꼬리 밧 로르레 뜬체 낙지 빠른 보자 보자 낙지 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 빠른 보자 부표 빠른 때 수중 펌프 수경 간 간괴 Sutiro Pum Sangcha. Sutiro Pum. Sutiro Pum Sangcha. Đây, ok. Mời Hiếu đọc lại 12 từ vựng này ạ. Kumun Tongpan Chipertung Yangmanki Pachun Suy Sa Sun, Kori, Pat, Torre, Tunche, Nasibanen, Pucha, Pupio, Panente, Su Chung Pumpu, Su Kiang, Kan Kui, Su Tiro Pum Sangcha. Ok, mời Trang.
Kumun, Thongban, Chipper Tung, Yangmanki, Tatjun, Fesasur, Kori, Tat, Torure, Tung, Tung Che, Naksi, Banner, Bucha, Bupio, Banan Te, Su Chung Pum Pu, Su Kiang, Tan Kui, Su Thiro Pom Sang Cha. Ok. Cái ngữ nghiệp chúng ta có một số cái từ vựng như vậy. Tiếp theo là kê tuê tà. Kê tuê tà đây là động từ đi với kê tuê tà. Và chúng ta có thể dịch là bị hoặc là được. Bị cái hành động này hoặc là được cái hành động này. Nếu mà nó tốt cho bản thân thì mình chỉ là được. Còn nếu không mình chỉ là bị nhá. Gắn với động từ được sử dụng để biểu thị ý tưởng rằng một tình huống đã được sắp xếp hoặc bởi một điều kiện bên ngoài nhất định hoặc sự cố xảy ra, tức là bị hoặc được nhá. Ví dụ này, cư mô nên quê xe rô hoặc cốt xếu. Cái lưới tại sao lại đổi cái mới ạ nhá. Tại sao lại đổi cái lưới mới? Chân nê ý tơn cơ si nô mù ô rê tuê sơ. Vì cái mà trước đây sử dụng ấy, vì là nó đã quá cũ rồi. Motsuke tuê sơ. Motsuke là không dùng được nữa. Nancy temune vì thời tiết. Onun to chakabun motake tuê sơ. Motake tuê sơ là không làm được nữa. Vì cái gì ạ? Không làm việc được việc nữa bởi vì thời tiết. Khunin đi ta là việc lớn rồi. Deinun chua chư ca, ngày mai có khá hơn không? Ngày mai có tốt hơn không? Cái số 3 này. Patu si nên Hangguk umjigun chal mok neo. Bát thử ăn món ăn Hàn Quốc được đấy. Chớ mày nên bút bơ cơn đến đề. Lúc đầu không ăn được. Miết tan China ta ga. Miết tan China ni ga. Vì là sau mấy tháng. Chả mơ kê. Tết sổi là đã ăn được tốt. Nha. Sau mấy tháng đã ăn được tốt. Đấy là mấy cái ví dụ ở đây. Ở đây chúng ta lưu ý chỉ cần bỏ chữ ta đi, chúng ta ghép với kê thôi ạ, chứ không cần thêm cái gì cả, là bị hoặc được nhá. Ở đây chúng ta có một số ví dụ đây, chúng ta nối cái bức hình, xem bức tranh và chúng ta nối với từ vựng. Ở bức tranh số 1 thì các bạn nối với cái gì ạ các bạn? Thông bản. Thông bản. Ờ, không qua. Ok. Số 2. Số 2 là Pupio. Ờ, Pupio. Số 3. Số 3 là Chipotung. Chipotung. Đây là đèn soi cá Chipotung. Nhá. Tung là bóng đèn các bạn nhé. Cái chữ tung này là bóng đèn nhá. Tiếp theo là mỏ neo. Ta. Và cái máy kéo lưới. Yamanki. Yamanki. Đây, Yamanki. Đây, tiếp theo ạ. Xem bức tranh này, Crimson Poco, xem bức tranh và kê tuê tà. Sayong hay sơ, sử dụng cái kê tuê tà. Bun trang ơn quan sơn hoa rèo và hoàn thành câu văn. Đây ạ, đầu tiên là Nạc si rơn chàn mốt thết nần đề. À, chẳng một thế nhưng thế, chỉ cứ muốn chả hát cái tiếng sôi đúng không? Ok các bạn lấy ví dụ được không ạ? Câu thứ hai này, nãy chị đã nấu vụ ăn chua sơ. Bà ta ấy một ca kê tuyết sôi đúng không? Không đi biển được. Một ca kê, một ca ta. Thì chúng ta động từ đi với kê tuyết ta. Động từ đó chính là hành động một ca ta.
Một ca ra, đây là không thể đi biển, bỏ ta đi. Một ca kê tuê ớt sôi ô. Tuê ớt sôi ô. Ok. Ok các bạn. Đấy, thì đến đoạn này thì chúng ta sử dụng cái kê tê là như vậy. Đây đây chúng ta có một số cái đây. Này thì cũng vào mấy. Đây về ngành chăn nuôi các bạn. Chú ý những cái công việc ở ngoài xưởng sản xuất thì như thế nào. Trúc San ớt đối với ngành chăn nuôi nhá. Ngành chăn nuôi thì chúng ta lưu ý là có máy trộn thức ăn này, máy xúc dùng để xúc dọn dẹp chất thải này, xúc phân này, chuồng trại trúc sa này, Kunio Tenku, đấy là bể phốt. Thì cái chăn nuôi thì chúng ta lưu ý là như vậy, những cái mà máy móc và những cái dụng cụ chúng ta dùng như vậy nhá. Sario Pehapki, Sario Pehapki là máy trộn thức ăn nhá. Về nghề ngư nghiệp ấy, thì chúng ta đầu tiên là có câu là lên thuyền đánh cá và đánh cá trên biển, tức là perintago patae daga munkogirun chapsugida, lên thuyền và đi ra biển để bắt cá. Kepadeser là bãi bồi nhá, bãi bồi bãi biển ấy. Chokena nakchi kul tungun khemida, khemida khera là đào bới, thì đào ngao bạch tuộc sò ở ngoài bãi bồi. Yang sik chang eso mungogirun kiloso hamida. Yang sik chang là cái trang trại ở trên biển đấy ạ, thì nuôi cá và bán. Nuôi cá tại trang trại và bán. Ông cho ngân màn từ đó thuộc cơm ơn sang sang hầm gì là làm ra những cái ruộng muối và sản xuất muối. Thì đấy là những cái liên quan đến biển thì chúng ta lưu ý là như vậy nhá. Thế cái này chúng ta tôi đã dịch hết ở trong cái phần trang số 171 này, các bạn xem trong sách. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm phần IBS topic các bạn nhé. Hiếu làm luôn Hiếu nhé. Vâng. Wow. 46과 EPS topic 듣기. 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번. 1. 소를 길러요. 2. 양을 길러요. 3. 닭을 길러요. 4. 돼지를 길러요. 시요. 1번. 1. 소를 길러요. 2. 양을 길러요. 3. 닭을 길러요. 4. 돼지를 길러요. 2번. 1. 어선을 준비해요. 2. 갈퀴를 준비해요. 3. 통발을 준비해요. 4. 그물을 준비해요. 2번. 1. 어선을 준비해요. 2. 갈퀴를 준비해요. 3. 통발을 준비해요. 4. 그물을 준비해요. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 수피카 씨는 농장에서 어떤 일을 해요? 4번. 농장에서 어떤 일을 해요?
4번 집어등이 좀 어두운 것 같네요. 갈아야겠어요. 4번 집어등이 좀 어두운 것 같네요. 갈아야겠어요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 어제 작업할 때 보니까 양만기가 잘 돌아가지 않던데. 안 그래도 수리 맡겼으니까 곧 고칠 거예요. 그리고 오늘은 멀리 안 나갈 거니까 괜찮아요. 금을 엉킨 게 있는지만 좀 확인해 봅시다. 고르십시오. 어제 작업할 때 보니까 양만기가 잘 돌아가지 않던데. 안 그래도 수리 맡겼으니까 곧 고칠 거예요. 그리고 오늘은 멀리 안 나갈 거니까 괜찮아요. 금을 엉킨 게 있는지만 좀 확인해 봅시다. Chúng ta làm luôn phần đọc nhé.
Các em vào đến 8:40 là thầy giáo đăng cái đáp án rồi vào trong nhóm nhá. Vâng. À, xong thì theo dõi trong đấy. Thầy giáo đi ra ngoài công việc tí. Dạ vâng. Ok.